đủ căn cứ xác định cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ. Tài xế ô tô Hải Phòng tông trực diện vào cặp đôi đi xe máy nghi do ghen tuông. Điều tra vụ nhà dân ở Lâm Đồng bị người lạ ném mắm tôm. Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Phòng. Bão số 1 sắp đổ bộ, du khách vội vàng rời đảo Cô Tô trước giờ cấm biển. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với các tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan tới đại án chuyến bay giải cứu, trưa ngày 17 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã đề nghị mức án với 54 bị cáo, trong đó Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra bị đề nghị 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 800.000 đô la Mỹ. Theo Viện Kiểm sát, tại cơ quan điều tra và phiên tòa, các bị cáo Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi, đưa hối lộ, môi giới hối lộ. Viện Kiểm sát thấy lời khai của ba bị cáo phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, lý do Tuấn sắp xếp cho Hằng gặp Hưng để cựu điều tra viên này giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ án mà Hưng đang chỉ đạo điều tra. Về số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, Hằng khai đưa cho Tuấn là 2,8 triệu đô la Mỹ được lấy từ công ty và của cá nhân. Bị cáo Tuấn khai chỉ nhận từ Hằng 2,65 triệu đô la Mỹ. Từ lời khai của các bị cáo tại cơ quan chức năng và của những người liên quan, cùng với các căn cứ liên quan khẳng định bị cáo Hằng, Sơn đưa hối lộ 2,65 triệu đô la Mỹ, bị cáo Tuấn đã môi giới hối lộ số tiền này tương đương hơn 61 tỷ đồng. Về hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hoàng Văn Hưng, Viện Kiểm sát phân tích, trước ngày 15 tháng 9 năm 2022, bị cáo là trưởng phòng 5, điều tra viên thụ lý chính vụ án. Khi được Tuấn liên hệ sắp xếp, Hưng đã nhiều lần gặp Hằng tại nhà Tuấn. Bị cáo cũng trao đổi với Tuấn, Hằng rằng bản thân là trưởng phòng 5, điều tra viên thụ lý chính của vụ án. Khi được Hằng giúp đỡ, Hưng đã hướng dẫn bà này tự thú. Thông qua Hằng hướng dẫn, Sơn thống nhất nội dung khai báo theo hướng để Hằng nhận hết trách nhiệm, đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền trong việc cấp phép phê duyệt các chuyến bay và cách ly y tế để được hưởng các chính sách khoan hồng của pháp luật. Còn Sơn thì không liên quan tới hành vi này nên không phải chịu trách nhiệm. Việc Hưng trao đổi với Hằng đã tạo sự tin tưởng rằng bị cáo có thể giúp cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Do đó, trong giai đoạn này, Hằng và Sơn đã đưa cho Tuấn 1,65 triệu đô la Mỹ để chạy án. Hưng thừa nhận đã cho Tuấn biết là bị cáo điều tra viên thụ lý chính vụ án. Hưng có gặp Hằng và Tuấn nhiều lần tại nhà riêng của cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, hướng dẫn khai báo đối phó với cơ quan điều tra. Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác từ trưởng phòng 5 sang trưởng phòng 2, không còn nhiệm vụ quyền hạn thẩm quyền trong việc điều tra giải quyết vụ án. Song Hưng vẫn nhiều lần làm việc với Hằng tại nhà Tuấn để cung cấp một số thông tin vụ án liên quan tới hai bị cáo Sơn và Hằng do ông ta nắm được. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra xác định, Hưng hướng dẫn Hằng thông qua Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên, đưa ra những lý do không đúng thực tế và phải chi tiền cho các cá nhân và các đơn vị khác để các cá nhân có liên quan ủng hộ quan điểm không xử lý hình sự với Hằng và Sơn. Thông tin sai lệch về vai trò của Hưng đối với việc điều tra xử lý vụ án, Hưng kiểm soát được tình hình, vẫn chỉ đạo được điều tra, chỉ đạo đề xuất xử lý vụ án, thông qua Tuấn để yêu cầu chuyển cho Hưng 800.000 đô la Mỹ. Sơn đưa cho Tuấn 1 triệu đô la Mỹ, Tuấn chuyển cho Hưng 800.000 đô la Mỹ. Tại cơ quan điều tra, Hằng, Sơn, Tuấn đều khai nhận diễn biến nội dung sự việc trên. Trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhận tiền từ bị cáo Tuấn, song Viện Kiểm sát xác định Hưng đã nhận 800.000 đô la Mỹ của Hằng. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, chỉ phát sinh 5 cuộc gọi. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, giai đoạn điều tra chuyến bay giải cứu, bị cáo Hưng và Tuấn đã liên lạc 425 lần, chủ yếu qua Viber và số điện thoại không chính chủ của Hưng. Tuấn và Hằng có 2 cuộc gọi và 76 cuộc gọi qua Viber, qua các sim giác. Việc gặp mặt để trao đổi đưa tiền cho Hằng và Sơn thường được tổ chức vào buổi tối, sau 22 giờ tại nhà Tuấn để đảm bảo bí mật. Hưng không đưa ra tổng số tiền đã nhận mà chia ra làm nhiều lần. Theo yêu cầu của Hưng, Hằng không đưa tiền trực tiếp mà qua Tuấn. Đại diện Viện Kiểm sát luận tội, như vậy có đủ căn cứ để xác định Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ. Đối với bị cáo Hưng không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vừa qua, chỉ vì nghi ngờ ghen tuông, một người đàn ông ở Hải Phòng đã liều mình lái ô tô tông trực diện đôi nam nữ đang đi xe máy.
Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 7 tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Theo camera ghi lại, xe ô tô màu xám xanh mang biển kiểm soát 35A18179 đi đến ngã ba thì tông trực diện vào xe máy. Cú tâm mạnh khiến cho người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đất, người phụ nữ mặc đồ đen sau xe bị hất tung nhưng sau đó vẫn đứng dậy được. Sau cú va chạm, lái xe ô tô đã xuống xe, tiếp tục lao vào tấn công người điều khiển xe máy, mặc cho người phụ nữ này và người dân xung quanh can ngăn. Cũng theo lãnh đạo công an huyện Vĩnh Bảo, bước đầu cơ quan chức năng xác định người đàn ông đi ô tô nghi vợ ngoại tình nên có hành vi đánh ghen. Hiện sức khỏe đôi nam nữ đi xe máy đã ổn định, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Khủng bố bằng chất bẩn là cụm từ không hề xa lạ trong thời gian qua. Tình trạng này gây mất an ninh trật tự và khiến cho dư luận không khỏi hoang mang. Mới đây nhất, lực lượng công an xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huai, Lâm Đồng đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc nhà ở của một người dân bị kẻ gian ném mắm tôm, uy hiếp. Ngày 16 tháng 7, thông tin từ công an huyện Đạ Huai cho biết, đơn vị đang chỉ đạo công an xã Đạ Tồn xác minh điều tra làm rõ một nhà dân trên địa bàn bị người lạ ném mắm tôm. Nhà người dân bị ném mắm tôm là bà Nguyễn Thị Châu, 71 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huai. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 14 tháng 7, bà Châu cùng hai người cháu ngoại đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng ô tô nổ máy trước cửa nên nghĩ là con gái từ Bình Dương về chơi nên bà mở cửa ra xem. Khi mở cửa, bà Châu thấy không phải là xe của con gái nên bà đóng cửa đi vào nhà. Chỉ vài phút sau, bà Châu nghe thấy tiếng động rất lớn trước cửa và mùi mắm tôm bay khắp nhà nên gọi hàng xóm đến ứng cứu. Vụ việc sau đó đã được bà Châu trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Tiếp nhận vụ việc, công an xã Đạ Tồn đã nhanh chóng tới làm việc với bà Châu. Mặt khác, cơ quan công an đã triệu tập một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn lên làm việc để phục vụ công tác xác minh điều tra. Theo bà Châu, thời gian qua, bà là người thường xuyên phản ánh và có ý kiến về các vụ việc phức tạp xảy ra tại địa phương. Đặc biệt tại các buổi tiếp xúc cử tri, bà Châu thường xuyên có ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề xảy ra trên địa bàn xã Đạ Tồn và huyện Đạ Huai liên quan tới các lĩnh vực như là đất đai, khai thác khoáng sản. Theo bà Châu, trong cuộc sống, bà không hề có mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Đạ Huai chỉ đạo công an xã Đạ Tồn tiến hành xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Chưa hết ám ảnh về đám cháy kinh hoàng trên phố Khâm Thiên, Hà Nội, mới đây dư luận lại tiếp tục được fan khiếp sợ khi chứng kiến ngọn lửa bùng lên tại nhà dân vào lúc rạng sáng ở Hải Phòng. Hiện công an quận Lê Chân đã nhận bàn giao hiện trường, điều tra xác minh làm rõ thiệt hại và nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Sáng ngày 17 tháng 7, công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà ở số 98 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Vào hồi 3 giờ 54 phút ngày 17 tháng 7, trung tâm 114 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin cháy tại số nhà 98 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 điều động cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chữa cháy tới hiện trường. Xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy tiếp nước từ trụ nước, triển khai đội hình 2 lăng B phun nước để dập đám cháy. Đến 4 giờ 12 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Sơ bộ ban đầu, đám cháy không thiệt hại về người. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2023. Theo đó, 5 trên 5 học sinh tham dự kỳ thi này đều đạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng. Cụ thể, em Nguyễn Tấn Phong, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và em Võ Hoàng Hải, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành được huy chương vàng. Hai huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Tuấn Dương, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng và em Lê Viết Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em Phan Thế Mạnh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giành được huy chương đồng. Kỳ thi IPHO 2023 do Nhật Bản đăng cai tổ chức. Sau một năm hoãn và hai năm tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kỳ thi lần thứ 53 được tổ chức trực tiếp vào ngày 10 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2023. Kỳ thi IPHO 2023 có sự tham gia của 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ IPHO lớn nhất từ trước đến nay. Với 100% học sinh được huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam nằm trong top đầu kỳ thi IPHO 2023.
điểm thi thực hành của học sinh có sự cải thiện đáng kể, thể hiện việc tập huấn, thực hành, thí nghiệm đã được quan tâm nhiều hơn. Theo quy chế của Hội đồng IPHO 2023, ngày thứ nhất các thí sinh làm bài thi thực hành và ngày thứ hai làm bài thi lý thuyết. Mỗi bài thi kéo dài 5 tiếng, đề thi lý thuyết và thực hành năm nay tuy dài nhưng được đánh giá là hay, có nội dung gần gũi với cuộc sống và với học sinh phổ thông. Thưa quý vị, sau một tuần tổ chức lại giao thông cùng với những điều chỉnh về biển báo, đèn tín hiệu cũng như phương án phân luồng, tình hình ùn tắc giao thông trên nút giao Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe tải, xe khách chưa nắm được thông tin cấm đường nên vẫn điều khiển phương tiện đi vào đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch. Kính thưa quý vị khán giả, để hạn chế tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức cắm biển cấm toàn bộ xe khách trên 9 chỗ và xe tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn lưu thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng về nút giao Mai Dịch trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Vẫn còn một vài tài xế xe tải trên 2,5 tấn và xe khách do chưa nắm được thông tin nên vẫn điều khiển xe vào đường cấm trên đường Hồ Tùng Mậu. Ngay sau đó thì lực lượng chức năng đã tổ chức dừng xe và tuyên truyền nhắc nhở đối với tài xế. Chào anh, mời anh xuất trình giấy tờ anh em kiểm tra. Thông báo với anh là ở đây bây giờ là do thi công cái cầu vượt Mai Dịch này thì các cái cấm các cái phương tiện trên 2 tấn rưỡi và xe hợp đồng trên 9 chỗ anh nhé. Thứ nhất thì những ngày đầu ra quân thì vừa cắm biển thì anh em cũng dừng xe anh và nhắc nhở anh. Thứ nhất là lần sau anh di chuyển hướng Hồ Tùng Mậu đi về cầu Mai Dịch thì anh phải rẽ phải đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo anh nhé. Hoặc là có thể anh đi Nguyễn Hoàng hoặc có thể đi ra đường gom đại lộ Thăng Long để mình có thể di chuyển tiếp. Nếu ví dụ như anh mà đi cầu Thăng Long thì anh phải đi một vòng và anh đi đến đường gom đại lộ Thăng Long vào đại lộ và lên đường mình đi ba trên cao và đi về. Không được phép đi vào đường Hồ Tùng Mậu từ đoạn Lê Đức Thọ cho đến cầu vượt Mai Dịch anh nhá. Vâng. Đường này thường ngày là mình vẫn đi, chắc là có biển mới thì mình chưa nắm rõ được thông tin. Thì hôm nay được các đồng chí công an nhắc nhở thì mình biết rồi. Thi thoảng ùn tắc, nói chung là dạo này thì đỡ hơn rồi. Còn nói chung là đường phố Hà Nội thì giờ khó tránh được ùn tắc lắm. Kế hoạch phân luồng này thì cũng đã được tuyên truyền qua những hình thức truyền thông, báo chí, truyền hình. Thì mọi người cố gắng theo dõi và nắm bắt để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cho cái lộ trình của mình. Như thường lệ cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 Talim được dự báo sẽ đổ bộ Hải Phòng, Quảng Ninh với tỷ lệ lên tới 80%. Ngay từ sáng ngày 17 tháng 7, nhiều du khách đã có mặt tại cảng Cô Tô để lên tàu trở về đất liền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cảng Cô Tô, là cảng thuộc đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh, một trong những nơi mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo bão số 1 sẽ hướng về Quảng Ninh và Hải Phòng. Như quý vị và các bạn cũng đã thấy thì du khách ở đây đang rất là vội vã hối hả để có thể trở về đất liền trước khi mà Quảng Ninh cấm tàu ra biển. Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như ngư dân trên đảo, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô đã ra công văn hỏa tốc về việc chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 1, bão Talim. Ngay trong sáng nay, để đảm bảo an toàn cho du khách, hầu hết các chủ cơ sở lưu trú ở Cô Tô đã thông báo và khuyến cáo khách trở về trong buổi sáng. Chị đi Cô Tô từ hôm 15 tháng 7 và chị nhận được thông báo từ ngày hôm qua là ngày 16 tháng 7 từ chủ của khách sạn. Họ thông báo là bão sẽ về trong 24 đến 72 giờ tới. Vì lẽ đó mà chuyến đi của bọn chị đã phải trở về sớm hơn dự định. Nhưng đó cũng là một cái điều mà khiến cho bọn chị cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì trong 2 ngày vừa qua thì bọn chị đã trải nghiệm được rất là nhiều những cái không gian, không khí cũng như là thực phẩm ăn uống, biển đảo và con người nơi đây, mọi thứ bọn chị rất là hài lòng. Đấy, và cũng là một cái đáng nhớ với bọn chị khi mà mặc dù có tin bão xảy ra thì không phải là tốt đẹp cho lắm, nhưng đối với bọn chị đó là một cái sự ấn tượng để bọn chị sẽ nhớ trong cái chuyến đi này. Theo số liệu tổng hợp của Công an huyện Cô Tô tính đến sáng nay ngày 17 tháng 7, trên đảo có 2.931 du khách, tập trung chủ yếu ở khu vực thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến và đảo Thanh Lân. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, dự kiến từ 12 giờ ngày 17 tháng 7 sẽ dừng hoạt động toàn bộ các tàu rời các cảng, bến tại huyện Cô Tô cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu Hội Du lịch Cô Tô, chủ các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch thông tin tới khách du lịch,
chủ động cập nhật thông tin về tình hình bão để có kế hoạch, cân nhắc, quyết định chủ động ra vào và lưu trú tại huyện Cô Tô. Trong thời gian bão đổ bộ, tức là thời điểm có thông báo dừng hoạt động tất cả các phương tiện tàu, dừng tất cả các hoạt động du lịch trên biển, ven bờ, chứ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.